dương Ebolaci Unicity, thải độc ký sinh trùng, cải thiện hệ tiêu hóa. Hello mọi người, đây là sản phẩm độc quyền đến từ tập đoàn Unicity. Đây là sản phẩm với chức năng thải độc ký sinh trùng nè, dựa trên công nghệ độc quyền, giúp bài bảo hoàn toàn những ký sinh trùng gây hại trong đường ruột chúng ta, làm sạch đường ruột một cách tốt nhất. Sản phẩm chứa những thành phần và nguyên liệu đến từ thảo dược 100% từ tự nhiên, được pha trộn với tỷ lệ và định lượng hoàn hảo. Bên cạnh đó là công nghệ sản xuất độc quyền của tập đoàn, sẽ đem lại cho người dùng một sản phẩm với công nghệ đào thải ký sinh trùng và độc tố hữu hiệu và lành tính nhất luôn. Thành phần trong sản phẩm có thể kể đến như sau là thân tàu nè, hạt bí ngô, nụ đinh hương, tỏi bóng đen nè, hay là hà thủ ô, lá trùng kinh giới, rất là nhiều nguyên liệu quý khác luôn. Sản phẩm này sẽ mang đến cho chúng ta công dụng đầu tiên là giúp cơ thể thanh lọc, đào thải và loại bỏ toàn bộ cái sinh trùng đang ở trong cơ thể nè, giúp chúng ta ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, tinh thần thoải mái, chấm dứt tình trạng dị ứng nè, phát ban hay là nổi mề đay, vàng da, cải thiện tình trạng rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon giấc hay giật mình, giảm hẳn những chứng nghiến răng khi ngủ nè, giảm tình trạng thiếu máu, hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến đường ruột và hệ tiêu hóa như là đầy bụng, táo bón, đầy hơi. Sản phẩm này còn chống viêm nhiễm cho cô bé của mình nữa. Các bạn hãy nhanh tay nhắn tin cho mình nha. Sản phẩm này đang được chiết khấu đặc biệt.